Châu, em nghe chị bình tĩnh. Kia hàng cây tây gối yên ngủ trên mái ngói, nghe nhịp tim đang thổn thức tình trong kỷ niệm, giấc mơ được yêu được trao vòng tay ấm, ngày chúng đôi vui bước chân tan đắng cay một đời ướt nghẹn, từng đêm chơi với giữa màn mưa đã phai bạc màu trái tim, lại đôi vai lay lắt từng cơn đánh rơi giọt buồn giữa đời. Em không biết gì hết tháng năm bình yên, em chỉ biết là em yêu anh thôi. Qua thật sao của anh hiểu mình em lắng đọng nỗi niềm khát vọng anh đi chợt thêm tình yêu ấp u thua nào trào dâng khát khao đời luôn cạn ngăn tất cả nẻo tình chúng mình ơi. Tất cả chỉ là bố thí thôi chứ. Sẽ luôn vượt qua ngày tháng gian truân này, vì một nửa yêu thương này còn một nửa em vui sâu cùng trọn yêu. Con gần má. Cô, tất cả là cô bình tĩnh lại. Má nói đi, ngồi cháu xuống. Có lỗi cô. Gì chứ? Má nói đi. Con bình tĩnh lại đi. Con làm gì vậy? Cô phải bình tĩnh. Cô mà kích động như vậy là tôi đưa cô ra ngoài đó. Xin lỗi, nó là con gái tôi. Tại vì con bé nó xúc động quá. Con ơi, bình tĩnh lại đi. Bình tĩnh nói má nghe. Nói má nghe đi, có chuyện gì vậy con? Con phải làm gì bây giờ? Con phải chết. Con không sống nổi đâu má ơi. Mà có chuyện gì vậy, nói cho má nghe đi. Con. Hả? Con đã có thai rồi. Cái gì? Tại sao lại như vậy? Con có thai với ai? Ê, chị ngồi xuống. Hả? Với ai? Má im đi. Tất cả là tại má. Con hận má. Mời cô ra ngoài. Con hận má. Nếu má nói chuyện này với ai đi, con sẽ chết. Mời con cô sẽ ra chết ngoài. Cho má coi. Châu. Châu ơi. Châu ơi. Châu ơi. Ê, nghe chị bình tĩnh. Con ơi đừng mà con, đừng mà, đừng mà. Ông có biết là ông đã hại đời tôi rồi không? Em về nhà đi. Có chuyện gì á thì nói cho anh nghe đi. Có chuyện gì vậy? Anh có rượu không? Em không có được uống rượu. Có chuyện gì xảy ra với em, mau nói cho anh nghe. Không có gì hết. Anh à, anh cho em ly rượu đi. Em mới có can đảm nói với anh được.
Em đợi một chút. Thôi đủ rồi. Có gì á thì mau nói cho anh nghe đi. Em đói quá. Anh nấu gì cho em ăn được không? Cái gì vậy? Đưa đây. Châu, em làm cái gì vậy? Em không được làm vậy. Bỏ anh ra. Em muốn ôm anh một chút. Không lẽ anh ích kỷ vậy sao? Châu à, em làm cái gì vậy? Có gì nói cho anh nghe đi. Nếu không á, anh sẽ đem về đó. Em không muốn về. Anh đem về đi. Em không muốn về mà. Em quăng mất khóa nhà rồi, anh khỏi kiếm. Con muốn đi về cũng không được đâu. Đừng tưởng là có thể làm khó được anh. Anh có thể phá khóa. Mau đưa chìa khóa đây. Em không có nói dối. Em quăng chìa khóa thiệt rồi. Em muốn gì đây hả Diễm Châu? Anh yêu chị My lắm đúng không? Chú, chú với bé Châu ăn cơm chưa? Làm gì giờ này mới về? Dạ, con đi học nhóm. Con Châu cũng chưa thấy tâm hơi nữa. Ủa, bé Châu chưa về hả chú? Chiều giờ có thấy nó đâu. Dạ để con đi kiếm đó. Thôi đi. Dạ. Biết đâu mà kiếm. Vô thay đồ tắm rửa ăn cơm. Thôi để con chạy lanh quanh thử. Chú nói thôi, vô thay đồ đi, nghe không? Nó lớn rồi chứ không phải con nít đâu. Chắc là mê chơi đâu đó với đám bạn thôi. Dạ. Em đúng là một đứa bất hạnh mà. Là một đứa con hoang.
nên không thể nào tốt đẹp như chị My được. Từ nhỏ em bị người ta bỏ rơi, mọi người mới mang em về nuôi. Ngoài mặt thì con cháu cháu, nhưng thực chất chẳng ai yêu thương em cả. Ông nội còn rất ghét em, chú ba cũng vậy. Cái gì cũng dành cho chị My cả. Chị My lúc nào cũng hơn em. Con Hoàng thì sao chứ? Lớn lên như chị My mà, tại sao tất cả những gì chị My có mà em không có? Ngay cả anh cũng vậy nữa. Anh gần gũi em nhiều, nhưng anh lại thích chị My. Có phải em đáng ghét lắm không? Nói đi, anh nói đi. Anh biết không, lúc nhỏ ông nội không muốn má có gánh nặng nên đã kêu bỏ em vào cô nhi viện. Ông nội còn cho là em bước vô căn nhà đó mà ba em phải chết. Anh thử nghĩ coi, nếu là anh sẽ như thế nào? Điều em muốn giấu anh không? Anh có thực sự muốn biết không? Anh có biết vì sao má em phải ngồi tù không? Là do em đã bị cha dượng hãm hiếp. Tại sao không phải là chị My mà là em chứ? Ông trời thật là bất công với em mà. Được rồi, con đây. Em sợ lắm anh ơi. Em muốn quên hết tất cả. Được rồi, để anh uống với em. Thank you.
Sao em lại tới đây? Em muốn gặp chị. Em có chuyện muốn nói. Không, em muốn hỏi ý kiến của chị. Chị phải đi làm. Chị à, em nói nhanh thôi mà. Chuyện gì em nói đi. Chị à, thật lòng em không muốn như vậy đâu. Nhưng mọi chuyện đã đi quá xa rồi. Em không biết phải làm sao hết. Em đang nói chuyện gì vậy? Chị không có hiểu. Là chuyện em với anh Lâm á. Tụi em đang ngủ với nhau rồi. Anh cứ yên tâm đi, đừng suy nghĩ gì về chuyện với em cả. Em cũng không đem chuyện này nói với chị Diễm Ly đâu. Thực sự chỉ là một tai nạn. Em không biết nói sao nữa hết. Chuyện chỉ có vậy thôi hả? Nhưng tại sao em lại nói chuyện này với chị? Em đi về đi. Chị phải đi làm việc đây. Alo, My hả? Anh muốn gặp em một chút. Hay là anh ghé cho em có được không? Chiều nay em có hẹn với chú ba về nhà ăn cơm rồi. Nhưng mà có chuyện gì không anh? Có. Mà không. À thôi, em có hẹn với chú thì em cứ về nhà đi. Hôm khác mình gặp cũng được. Dạ. Chú ba, hôm nay chú lại trổ tài nấu nướng hả? Để con ăn thử xem. Có vấn đề gì sao? Dạ không. Chú ba mà nấu á là còn gì để chê nữa chứ. Chú ba, để con phụ cho chú ba. Không có gì để nói nữa sao? Dạ không có. Còn nói là không nữa hả? Con có biết là cả đêm hôm qua mọi người lo lắng cho con như thế nào không? Tại sao hôm qua không về nhà? Đi đâu? Dạ, con qua nhà bạn con chơi, rồi lỡ ngủ quên ở đó luôn chú ba. Ngủ quên hả? Con gái con lứa bả đồ ngủ đó là sao? Dạ con biết rồi, con xin lỗi chú ba.
Lỡ lần này thôi đó. Chú không muốn chuyện này tái diễn nữa. Dạ con biết rồi. Con cảm ơn chú ba. Sao hôm nay chị con về trễ vậy? Chú hỏi cái này thì con thua, làm sao con biết được. Chú, mình ăn cơm trước nha. Thôi ráng chờ chị con thêm chút đi. Nhưng lỡ chị ấy không về thì sao? Sao lại không về? Thì con giả dụ vậy thôi. Biết đâu chị ấy buồn tình rồi đi lang thang, về trễ hoặc là không về. Chẳng lẽ vậy chú cháu mình nhịn đói luôn hả? Buồn tình? Con nói vậy là ý gì? Dạ chú hỏi chị ấy đi. Con không có dám xen vô chuyện người lớn đâu. Dạ thưa chú ba, con mới về. Ngồi xuống ăn cơm luôn đi, đồ ăn nguội hết rồi kìa. Dạ. Nè, hôm nay là chú nấu mấy cái món mà con thích đó nha. Dạ. Sao vậy? Chú nấu đồ ăn không ngon hả? Dạ không chú. Nếu vậy thì ăn nhiều vô. Nè, nếu không thì bé Châu ăn hết phần của con đó. Chú. Chú nói giỡn thôi. Đây, phần của con đây. Nè. Con tưởng chú bất công vậy chứ. Đâu có, làm sao dám. Con sao vậy My? Dạ con hơi mệt chút. Con xin phép vô phòng. Chị sao vậy? Chị không sao. Chị đừng có như vậy mà. Trong đầu chị đang nghĩ cái gì hả? Em biết chị đang nghĩ gì hả? Em biết hết á. Chị nghĩ em biết chuyện tình cảm của hai người, nên đã đem chuyện em đã ngủ với anh Minh Lâm ra làm áp lực để cướp lấy ảnh phải không? Vậy thì chị lầm rồi. Em... Chị có biết chuyện này ảnh hưởng lớn đến em như thế nào không? Chẳng qua em không còn ai để lắng nghe, để chia sẻ, nên em mới tìm đến chị thôi. Em cũng là con gái mà, chị hiểu không? Chắc là chị không hiểu rồi. Lúc này em biết chị chỉ nghĩ đến việc mà mình đã mất anh Minh Lâm như thế nào thôi. Em nói cái gì vậy? Chị không cần phải dạy với em đâu. Sẽ không có chuyện gì xảy ra hết. Em đủ lớn để chịu trách nhiệm về bản thân của mình mà. Còn về anh Minh Lâm, chị yên tâm. Từ đây, em sẽ không đến gần ảnh nửa bước nữa đâu.
Lo ăn lẹ đi rồi còn đi học nữa. Ừ. Dạ. Chú ơi, con ăn no rồi, con đi học nha. Con nhỏ này làm cái gì mà gấp gáp dữ vậy? Còn con nữa, ăn lẹ đi rồi đi học. Dạ. Nè, chuyện học hành của con ổn chưa? Nghỉ học mấy ngày chắc cũng theo kịp hả? Sao chú hỏi mà ấp úng hoài vậy? Dạ, con đang suy nghĩ về chuyện khác chứ. Chú đã nói rồi, cứ lo học hành đi. Còn mọi chuyện khác chú đã lo hết rồi, nghe không? Dạ. Chú ba, con có chuyện muốn thưa với chú ba. Chuyện gì, con nói đi. Dạ, thật ra là con đã nghỉ học luôn rồi. Cái gì? Chuyện gì xảy ra nữa? Con xin lỗi. Con xin lỗi, con đã giấu chú ba chuyện này. Nhưng mà tại sao lại như vậy? Chú đã tới trường xin cho con, nhà trường cũng đồng ý cho con học trở lại rồi mà. Dạ con biết. Biết sao còn cãi lời chú? Con có biết là chuyện học hành nó quan trọng cả đời người không? Nhưng nhà trường nói là không thể nhận con trở lại. Tại vì nhà trường nói con không thể theo kịp chương trình của nhà trường. Nhưng mà tại sao con không nói cho chú biết? Đi, đi với chú tới trường, nhanh lên. Chú ba, chú ba, con biết là chú ba giận con lắm. Nhưng mà đã trễ rồi chú. Con không muốn chú lo lắng cho nên con mới giấu chú ba như vậy. Chú vô tình quá cho nên mới để con như vậy. Chú ba, chú ba không có lỗi gì hết. Lỗi đó là lỗi của con. Con đã phụ lòng chú ba. Nhưng chú ba ơi, con hứa với chú ba là sang năm con sẽ đi học lại. Con hứa là con sẽ không làm chú ba buồn nữa. Tại vì trong thời gian này gia đình mình xảy ra nhiều chuyện quá. Con cũng muốn mình có trách nhiệm với chú, lo cho má, lo cho bé dâu nữa, nên con mới như vậy thôi. Thôi được rồi, mọi chuyện cũng đã lỡ rồi. Con trách thì trách chú nè. Thôi, con không học cũng không sao. Nè, hứa với chú, từ đây về sau á, không được giấu chú bất cứ điều gì nữa nghe chưa? Dạ. Nhất định sang năm con sẽ đi học lại. Alo, tôi nghe đây. Chị không cần phải dạy với em đâu. Sẽ không có chuyện gì xảy ra hết. Em đủ lớn để chịu trách nhiệm với bản thân của mình. Còn về anh Minh Lâm, chị cứ yên tâm đi. Từ đây, em sẽ không bao giờ đến gần anh ấy nửa bước nữa đâu. Mày nghĩ sao nếu bây giờ tao đi lấy chồng? Mày khùng hả? Đang đi học tự nhiên lấy chồng? Mày định bỏ học luôn hả? Bỏ thì có sao đâu. Có chồng thì ở nhà chồng nuôi, lo gì? Thiếu gì những anh chàng chỉ thích phụ nữ ở nhà làm tròn vai trò của một người vợ. Ý mày là sao? Là sinh đẻ, ở nhà lo bếp núc, con cái, vậy đó. Thôi mẹ ơi, hạnh phúc mà kiểu đó tao không ham đâu.
Mình đó mà không tự kiếm ra tiền thì chồng mình cũng khinh thường mình lắm. Coi bộ mày nằm trong nhóm ủng hộ nữ quyền rồi. Có thể. Mày thử nghĩ coi. Thôi, tao hiểu rồi. Mày định á tuôn ra một tràng lý do để nam nữ bình đẳng chứ gì. Mày cũng hiểu ý tao ghê á. Nói vậy thôi, chứ tao cũng theo phe nữ quyền mà. Không thể nào để cho đàn ông coi thường phụ nữ mình được. Nhưng tao cũng nói trước, bây giờ mà có chàng nào á mà hỏi cưới tao là tao ok liền. Là sao? Là vậy đó. Diễm My ơi, có điện thoại nè em. Alo. Anh đây. Em ăn cơm chưa? Hay là anh qua đón em đi ăn nghe? Dạ thôi, em ăn rồi. Vậy à? Hay anh đi qua uống nước với em nghe? Dạ thôi. Em sắp vào làm việc rồi. Với lại bữa nay có một chị nghỉ ca trưa nên em phải thay vô. Ừ, anh biết rồi. Công việc của em hôm nay ra sao? Có tốt không? Ủa em mệt hay sao vậy? Sao anh nghe giọng em không được khỏe? Em không sao. Ừ. Thôi em làm việc đi. Chiều nay anh qua cho em. Cô ấy làm sao vậy? Không lẽ Diễm Châu đã nói cho cô ấy biết mọi chuyện? Không, không thể như vậy. Diễm Châu đã hứa chắc chắn với mình rồi mà. Nhưng nhìn thấy rõ trong cách nói chuyện của Diễm My có cái gì đó lạnh lùng xa cách lắm. Có lẽ mình đang nghi quá thôi. Alo, Lâm nghe. Alo, em Diễm Châu nè. Anh nghe đây. Sao trùng hợp vậy? Đừng có nói là em với anh có thần giao cách cảm nha. Mà anh có chuyện gì mà tính gọi em vậy? Cũng không có chuyện gì quan trọng đâu. Còn em, gọi anh có chuyện gì không? Vậy tính ra thêm một sự trùng hợp nữa. Em gọi anh cũng chẳng có chuyện gì quan trọng cả. Vậy em gọi cho anh làm gì? Em thấy nhớ anh, em gọi thôi. Châu à, em đã hứa với anh là vợ chúng ta không có chuyện gì. Vậy thì sao? Chuyện em hứa thì em nhất định sẽ giữ lời. Nhưng chẳng lẽ vậy em cũng không được phép nhớ anh, không được phép gọi cho anh hay sao? Hay là anh sợ em làm phiền anh? Diễm Châu à, anh không có ý đó. Em làm sao vậy? Câu này á phải để em hỏi anh mới đúng á. Chỉ là một cuộc điện thoại thôi mà, anh đâu có cần phải nghiêm trọng như vậy. Thôi được rồi, anh yên tâm đi. Sau này em sẽ không gọi làm phiền anh nữa đâu. Anh thử coi ngoài em ra ai sẽ là người có thể giúp anh ổn định tâm lý trong trường hợp rối ren như vậy chứ.
Chị, chị tới trường đón em được không? Chiều nay chị có hẹn rồi. Hay là chị nhờ chú ba đến đón em được không? Thôi khỏi đi. Chẳng qua em có chuyện muốn nói với chị nên mới nhờ tới đón thôi. Nhưng mà chị hẹn với ai vậy? Có phải anh Minh Lâm không? Đúng là anh Lâm đó. Bộ em không thấy vui hả? Không có đâu. Hẹn hò với ai á là chuyện của chị, đâu có liên quan tới em đâu. Châu, chị nói cho em biết, dù như thế nào thì chị vẫn là chị của em. Em hiểu chưa? Em đừng có nghĩ ngợi lung tung nữa. Chị phải đi làm việc đây. Hôm nay em sao vậy? Từ lúc gặp nhau tới giờ em chưa nói lời nào. Tại vì em mệt. Anh có chuyện gì muốn nói với em không? Anh nói đi. Anh xin lỗi. Tự nhiên anh thấy không cần thiết nữa. Mà cũng không phải. Anh sẽ nói với em, chỉ không phải lúc này. Không sao, anh có thể nói bất cứ lúc nào thích hợp. Tình hình bé Châu như thế nào rồi? Ý em là... Anh đang nghĩ gì vậy? Sao bệnh nhân của mình mà anh cũng không nắm được tình hình nữa là sao? Anh thấy Diễm Châu không có gì đáng lo ngại nữa. Vậy thì em cũng yên tâm phần nào rồi. Từ nhỏ Châu nó đã gặp những điều không may rồi. Nếu làm được điều gì để giúp cho nó thì anh hãy làm nha. Em sẽ cảm ơn anh nhiều lắm. Thực sự bây giờ anh cũng chẳng còn chút tư cách nào để đối diện với em nữa. Anh chỉ còn biết tập quên em từ từ mà thôi. Em ngủ chưa? Chưa. Em đang lo lắng hả? Chị cũng vậy hả? Ừ. Nhưng không phải cho chị. Vậy chị nghĩ em đang lo lắng cho ai? Cho em hay cho chị? Chị không biết. Nhưng nếu em lo lắng cho chị thì không cần thiết đâu. Châu nè, chị cũng nói cho em biết, chị sẽ không gặp anh Lâm nữa. Chị đã nói với anh như vậy hả? Không, chị không nói. Nhưng những gì chị làm anh sẽ tự hiểu. Chị cũng thú vị quá. Nhưng tại sao chị làm vậy? Có cần phải nói ra điều này không? Em thấy cần đó. Hơn nữa em cần chị nói ra sự thật nữa là đằng khác. Chị không có gì phải giấu giếm. Tụi chị chưa có gì với nhau hết. Dừng lại ở đây cũng là tốt cho chị. Hơn nữa, chị là chị của em. Em thích lý do thứ nhất. Còn lý do thứ hai á thì không hài lòng lắm. Ví dụ em không phải là em gái của chị thì sao? Em thôi đi. Không có ví dụ gì ở đây hết. Thực tế em là em gái của chị. Chị muốn ngủ thì chị cứ ngủ đi. Nhưng em cũng nói cho chị biết, em sẽ không đến với anh Minh Lâm bằng những điều chị nói hôm nay đâu.
em không muốn ai thương hại em hết. Chú ba, vô gặp má con chút đi. Dạ. Má khỏe không má? Còn con thì sao? Má không thấy con đẹp hơn sao? Chuyện con nghỉ học, chú ba đã nói cho má biết rồi. Má xin lỗi vì má mà tụi con rơi vào hoàn cảnh như thế này. Lẽ ra con không nên làm má lo lắng. Vậy mà con xin lỗi má. Thôi, mọi chuyện lỡ rồi, má không có trách con mà. Tất cả mọi chuyện bây giờ má đều trông vào chú ba hết. Tụi con ráng nghe lời chú dạy dỗ, cố gắng sống cho tốt nghe con. Ở trong này má không có sao đâu, đừng có lo cho má. Ừ. Còn bé Châu không tới thăm má à? Nó nói là nếu má học thêm cái gì đó, chắc là tuần sau nó sẽ vô thăm má. Chị em ở nhà không có chuyện gì với nhau chứ? Tất nhiên rồi má, tụi con đã lớn hết rồi. À, mà con với cậu Lâm gì đó sao rồi? Cũng bình thường thôi má, tụi con vẫn là bạn tốt của nhau. Tại sao lại bình thường? Chẳng phải lần trước con nói với má là... Chắc không phải vậy đâu. Cũng lâu rồi tụi con không có gặp nhau. Cái gì cũng có số hết rồi, không duyên không nợ thì cũng đành chịu thôi. Anh hãy cố gắng lo cho em gái em thật tốt. Nếu không em sẽ hận anh suốt đời. Nhưng dù sao thì mình cũng không thể để cho chú bỏ lỡ cơ hội tốt vậy được. Dạ đúng đó má. Má nhất định phải bắt chú ba đi cho bằng được em má. Còn nhỏ nè, má là ai chứ? Anh nói lại một lần nữa, em phải nghe cho rõ. Dù thế nào đi nữa, thì giờ anh và em không thể nào có tình yêu được. Em hiểu không? Mình không còn hoang mang tự tin. Cứ đi bỏ lại hai đứa cho anh. Thôi chắc cứ không đi nữa. Tưởng chuyện gì? Chú nghĩ coi, bé Châu bây giờ đã có anh Lâm chăm sóc rồi. Còn con, chú khỏi phải lo. Anh nói thiệt đi, anh qua bên đó là muốn thăm ai? Dắt theo em chỉ để danh chính ngôn thuận thôi phải không? Ý em nói là anh mượn cớ qua bên đó để thăm Jimmy chứ gì? Thầy Nhi đã lớn quá rồi. Nếu như cô nhất quý muốn phá bỏ thì thật sự rất nguy hiểm. Đặc biệt khả năng sinh sản sau này nữa.